đếm trong kia ra là bao nhiêu vậy? Đúng chưa? Đây nha. I think if Hoàng describes really well where the different vegetables and fruit are, it will be okay. So no. Hopefully our communication will continue positively. I'm positive. Hopefully it's not too difficult. Hoàng is very good at communicating and usually we understand, but sometimes when stressed and pressure on a challenge, it's more difficult, but I'm generally confident, yeah. Các anh thấy cái cách giấu này thế nào? Khó quá. Anh cũng không nhớ. Không sao đâu, chắc được. Quả cuối cùng. Ừ. 11, 12, quả chanh. Cây thứ 17. Ok. Đến. Thực sự thì đây là một trong những cái nhiệm vụ rất là khó. Hồng Vân nghĩ rằng là ngay cái việc mà giải thích bằng ở cột thứ mấy, hàng thứ mấy bằng tiếng Anh thì họ cũng còn khó để mà có thể mà bạn Hồng Vân nghĩ ra, chứ đừng có nói là chỉ có nói cái này, cái này, cái này. Nhưng mà cũng hy vọng rằng là sẽ Hồng Vân sẽ cố gắng hết sức để mà tạo được một cái sự rất là gần gũi cho bạn diễn của mình Jessica. Và Hồng Ân tin chắc rằng cô ấy rất là thông minh và sẽ tìm all ra được. All of them I can eat. I can eat all of them. Great. Salt. Spice. Oh, double mint. Double mint, okay. On the ground, at a root. And in the tree. Okay, yeah. I'm looking for double mint. I thought I was looking for lemon, chili, and blah blah. Both. Double mint. Yes. Oh, I understand. Where? Okay, I understand. Hey. You put double mint where all of them are. Okay. Yeah. Okay. Done. Try your best to find. I'm at all the dominant locations and I can't see it. Where are they? Thinking. You have the thinking. I'm going where the double mint is. Thinking. Free thinking. Carefully. Think carefully. Okay, stop and think. Stop and think twice. Hồng Ân thấy cái nhiệm vụ lần này hơi khó là vì những cái trái quá nhỏ mà nó nằm ở trên chung với những cái vật của mình quá nhỏ. Có đặc biệt là trái chanh thì là cái màu xanh và cái trái nho là cũng màu xanh nữa, thì thực sự đây là một cái điều mà như là tìm mò kim đáy biển, nhưng mà hy vọng rằng là sẽ có được những cái sự thuận lợi. Yeah, okay, just double mint every day I give you. Like this? I went to the double mint. No, like this. Oh, there's these everywhere. Look. No, they trapped you. Okay, right here. Right here. Right here. Right here. Right here. Right here. This isn't what they look like in my head. Okay, no problem. You do a good job, girl. But they've got freaking white.